Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 37, tạo mạng B, trị chứa giá trị âm từ mạng A. Thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để minh họa cho cái bài tập này. Ví dụ ở đây, mình cho một cái mạng A là gồm các số nguyên là -4, 10, 4 và -25. Thì nhìn vào đây các bạn có thể dễ dàng nhận ra cái mạng A này có số âm là -1 và -25 đúng không ạ? Cho nên cái mạng B cần tìm sẽ có hai cái phần tử là -1 và -25 được lấy từ cái mạng A đây. Đấy. Thì đó là cái ví dụ để cho các bạn có thể hiểu được. Về thuật toán để làm bài tập này thì mình sẽ làm như sau. Thì đầu tiên các bạn cần phải tìm được các cái phần tử âm của cái phần tử A này. Đấy. Và sau đó sẽ tìm được từ cái phần tử âm đó mình sẽ tìm được cái NB, tức là cái số trị số phần tử của cái NB. Số phần tử của cái matrix của cái mạng B này. Đấy. Và từ đó mình sẽ lập được cái mạng B. Đấy. Rồi thì mình sẽ đi vào giải chi tiết. Thì cũng như những cái bài tập liên quan đến mạng khác thì mình cũng cần phải những bước cơ bản như sau. Đầu tiên là khai báo thư viện này, sau là khai báo cái hàm nhập mạng và hàm xuất mạng này. Ở cái thư viện khai báo thư viện ở đây thì mình sử dụng cái thư viện ntdio.h này, có neo này, mat này, và mình sử dụng thêm một cái defi với cái mat này nó có độ lớn là bằng 100. Rồi sau đó đến cái hàm nhập mạng này thì mình sử dụng cái câu lệnh print để chúng ta nhập cái số phần tử mạng vào, sau đó sẽ kiểm tra xem cái số phần tử đó đã hợp lý hay chưa. Đấy, tức là nó đã đúng chưa. Nếu như chưa đúng thì sử dụng cái câu lệnh go to để quay về cái bước nhập. Đấy. Và sau khi đã cái số phần tử đó đã hợp lệ rồi á, thì sẽ sử dụng thêm cái câu lệnh for, và trong câu lệnh for này thì sử dụng thêm cái print và scan. Đấy, để mục đích của nó là sẽ nhập cái giá trị cho các phần tử mạng. Và sau khi đã nhập xong thì chúng ta sẽ là đến cái hàm xuất. Hàm xuất này nó rất đơn giản. Các bạn chỉ cần sử dụng một cái vòng lặp for, và trong cái vòng lặp for này thì mình cần phải sử dụng thêm một cái câu lệnh print để chúng ta có thể in được ra tất cả các cái giá trị của phần tử mạng ấy. Rồi, sau khi đã nhập và xuất xong thì chúng ta sẽ đến cái hàm dùng để tính toán. Đấy. Tính toán ở đây tức là gì? Tính toán cái giá trị âm này từ mạng A, và sau đó sẽ tạo ra cái mạng B luôn ạ. Ở đây mình sẽ đặt cái hàm này là void có tên là tạo mạng B, vì sao mình đặt đây là void, vì cái hàm tạo mạng B này thì nó sẽ kết quả của nó sẽ là xuất ra cái mạng B đúng không ạ. Thì nó tương tự như cái hàm xuất mạng đây. Đấy. Và trong này mình cũng cần phải khai báo cái A này. Vậy. Và cái N. Đúng không ạ? Vì cái tạo mạng B này nó xây dựng trên cơ sở của cái mạng A đây. Đấy. Và trong cái mạng B này thì mình cần phải làm gì? Đầu tiên mình cũng cần phải khai báo một cái mạng B này. Có cái độ lớn cũng là mắc giống như cái A đấy. Và đây mình thiếu một cái dấu mắc vuông. Rồi ok. Và sẽ khai báo một cái biến NB, tức là cái biến số phần tử của cái mạng B. Đấy. Vì ban đầu B chưa có gì đâu ạ, nên là mình sẽ khai báo cho nó cái số phần tử của nó sẽ bằng 0. Rồi. Sau đó thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for. Trong vòng lặp for này thì sử dụng một cái biến chạy y. Đúng không ạ? Khởi tạo cho nó bằng 0 và y bén n tất nhiên sẽ là y cộng cộng, sau mỗi lần sẽ là cộng y lên một đơn vị đấy. Trong vòng lặp for này thì mình sẽ làm công việc gì? Mình sẽ sử dụng một cái câu lệnh if để kiểm tra cái điều kiện. Nếu như cái ai mà âm đúng không ạ, ai mà bén không đúng không ạ, thì lúc đó sẽ làm việc gì? Vì cái mạng B nó chỉ chứa cái phần tử âm của mạng A đúng không ạ? Thì lúc đó mình sẽ gán cái
A này, cái B này, BNI, NB, tức là cái phần tử B0 ấy, nó sẽ bằng cái AI đó, cái giá trị AI đó, rồi. Và sau đó nó sẽ tăng cái NB lên một đơn vị và tiếp tục cái vòng lặp đấy. Và cuối cùng thì cái hàm tạo mạng này nó sẽ trả về kết quả là cái hàm xuất mạng B đấy. Thì các bạn viết như sau: xuất mạng đấy, đây sẽ là B và đây sẽ là NB. Đấy, thì như vậy là cái hàm tạo mạng B này nó sẽ trả về cái giá trị là xuất mạng. Nó có cái kiểu dữ liệu tương tự như cái hàm xuất mạng ở trên này. Đấy. Rồi, như vậy là mình đã xong cái phần tạo mạng B đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái hàm main. Trong hàm main này thì mình cần phải làm gì? Thì điều đầu tiên mình cần phải khai báo cái biến n chính là cái số phần tử mạng của mạng cái mạng A. Sau đó sẽ là cái mạng A. Đúng không ạ? Với cái độ lớn là max. Và sau đó sẽ làm gì? Và sau đó mình sẽ gọi cái hàm nhập mạng và xuất mạng đúng không ạ? Đấy. Đây sẽ là nhập mạng này. A và N. Đúng không ạ? Và sẽ là xuất mạng này. A, N. Đúng không ạ? Và sau đó mình sẽ in ra cái kết quả của cái hàm tạo mạng B này. Mình sẽ in ra cái mạng B đấy. Bằng cách nào? Ở đây mình sẽ in ra một cái lời dẫn cho nó. Đây sẽ là mạng B cần tìm là. Rồi ok. Thì đây, sau khi cái câu lệnh print này thì mình sẽ gọi cái kết quả của cái hàm tạo mạng B ra. Đấy. Tạo này, mạng này. Như các bạn ở đây khi mình bấm này, nó sẽ hiển thị lên cái gợi ý cho mình đấy. Đấy. Tạo mạng B đúng không ạ? Đây sẽ là A và N. Rồi ok. Và đây sẽ là get. Và return. Rồi, như vậy là mình đã viết xong cái code cho bài tập này. Bây giờ mà chúng ta sẽ cùng chạy và kiểm tra. Đấy, như vậy là chương trình này nó không có lỗi đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ nhập cái số phần tử cho cái mạng A. Ở đây mình sẽ là nhập là 4. Và mình sẽ nhập những cái phần tử cho A đó. Mình sẽ nhập bất kỳ thôi. Ở đây nó đã in ra cái số phần tử của A sẽ là mạng A là âm 1 này, gồm có phần tử âm 1 này, âm 3 này, 2 này, 3 này. Và cái mạng B này, mạng B cần tìm là thì nó đã in ra cái mạng B là gồm có hai phần tử là âm 1 và âm 3 đúng không ạ? Đấy. Đấy. Rồi ok. Như vậy là mình đã giải quyết xong cái bài tập và tìm cái tạo một cái mạng B mà chị chưa các giá trị âm từ cái mạng A cho trước A mà mình nhập vào từ bàn phím đấy. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.